chiều hôm nay lại không không ra không lên vườn à? Sáng còn kéo lên chơi cơ mà. Ôi trời ơi, cả đàn kéo nhau hết về ngủ đây rồi, chiều thì không muốn lên. Thế nào? Hôm nay không cho chào à? Hả? Ôi sao người nóng này? Thơm lên này. Xem nào, ôi người nóng lắm. Này hay là uống rồi, trưa hôm nay thì uống sữa cũng kém kém. Trưa hôm nay cũng không uống được hết sữa. Chắc uống rồi. Biết rồi, đang xem là mập có uống được không như này. Về thì còn cứ phải thảy tay đây này, ghen nhau này đây. Đấy, đấy, không vuốt ve nó. Bây giờ nó phải thảy tay mình lên để vuốt ve nó một cái. Bây giờ mập đang uống rồi như này, để xem như nào. Để xem nào, hay uống rồi, người nóng lắm. Không phải chỉ ra một thuốc hạ sốt nè. Ui giời, một lần cứ về như cái này nghe tiếng nó chạy ra nóng rồi, nó chạy ra trào rồi. Khổ thân quá. Ôi bé tí rượu keo này đã ốm rồi á. Đây là mặt này, nó nhịu này, ốm này. Ui trời ơi. Khổ thân nhịp. Cái tí đi mua thuốc nhá. Mua thuốc cho uống nhá. Người này chiều này thì uống sữa thì kém kém rồi. Sáng thì nắng quá, sáng đi chơi ở trên vườn cái nắng nhỉ. Thôi. Một răng, cái khi nào mà suốt một răng như người không nhỉ? Đấy, hai cái răng này lúc nó đẻ ra đã có răng rồi. Còn những răng khác. À, đây đang nhú răng. Ô, ui đây này, đây răng này đang nhú. Đây là nó nhú răng, nó sốt nhỉ, nó đau, nó sốt nhỉ. Đây, đây. Hai bên bốn cái này đang nhú lên rồi này. Đây này, rất là cứng này. Không biết là có phải thế không, mong sao không? Chỉ là sốt với mọc răng thôi, chứ đừng có, mình có ốm nhá. Như này đứa trẻ nó nhịn đấy, quá chịu một tí thôi, nó nào thơ. Đi ra cắn nước xem là tí còn có ăn được sữa nữa không, được chưa? Cảm ơn nhé. Răng đây nè, 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 răng đây n